Cả nhà ơi, hôm nay mình sẽ nấu canh chua cá lóc nè cả nhà. Canh chua cá lóc cho con mình. Đây thì mình sáng mình có mua được con cá lóc nè, với mấy con cá lăng. Cá này cái gì biết đâu, cá lăng hơ hay là gì. Lát thì mình nấu canh chua cái đầu với cái đuôi, rồi mấy cái khứa với mấy con cá này mình sẽ kho tiêu nha. Ở đây nấu canh chua thì mình có cơm nước nè, cà nè, bạc hà nè, thơm nè. Còn lát mình đi ra giường mình hái gạo nêm nữa là vô mình nêm canh, thì mời cả nhà cùng vào bếp với mình nha. Cá thì mình cũng đã sơ chế, mình rửa mình cạo sạch cho mình ngâm chanh muối rồi. Bây giờ thì mình sẽ rửa gạo đó. Mình mua cá ít con mình ăn. Mình thì dạo này không được khỏe ở nhà, cho nên mình cũng ít ăn cơm, ăn đơn sơ dị tính như thôi. Mình ăn chay cho nên là mình làm đồ ăn cái ăn không hết thì phải bỏ uổng. Chứ quay mình nấu cho con mình ăn. Cơm này thì mình nấu một ít rồi. Cái gạo nhút này nè, dừa, gạo nhút dừa người ta đem ra người ta bán mọi người. Bó này 10.000 cũng nhiều ghê. Không. Mình nấu ít thôi, nửa bó thôi, như để mình chấm tương hộp mình ăn sống. Hái ít cộng rau mỡ ấm đây nha, mình vô mình nêm canh chua nha. Rau mỡ ấm tím này thơm. Ở đây mình cũng có ngò gai nè, mình sẽ hái ít ngò gai này vô để nêm canh chua nha. Mình hái nhiều rồi cả nhà, ngò gai với rau hôm mình nêm để mình nêm canh chua nè. Chảo rồi để mình nấu canh nha. Mình cho mỡ nha, hăng mỡ. Mình cũng cho tẩu. Tẩu này nó cũng vàng, mình sẽ tắt lửa nha. Mình để nó vàng quá mình tắt lửa nó sẽ khét. Bây giờ mình sẽ múc cái tẩu này ra. Cái chảo này mình sẽ cho nước đi. Mình coi vô cái chảo nó lớn lớn tí. Cái chảo kia thì nó nhỏ quá. Tỏi phi. Xíu bột ngọt. Xíu muối. Đường. Nước màu. Cái màu này ở nhà Thắng không có sợ đắng, sáng này ít dừa. Mình
mình ớt gì mình để đây, cái nào thì mình kho cái đầu mình cho nước mắm nha. Rồi mình sẽ ớt mình trước đó. Đây thì mình sẽ sắc khớm đi. Bây giờ cái nước này nè, nó cũng sắp sôi, mình sẽ cho cá vô nha. Cá này là cá nuôi nha, thấy cá này nè. Cá nó gột sạch lắm. Cho khóm nè, khóm nãy giờ mình xào trước. Mình quên. Mình sẽ cho bạc hà với cà chua vô. Cá này cá nuôi nhưng mà mình mặn á, mình ngâm chanh với ngâm muối rồi thịt nó dễ dễ như ăn cứng như cả bạn. Nó không tanh. Mình cho vô đây là 2 muỗng đường. Để nấu canh chua này thì nó hơi mặn. Giá nước mắm. Mình không niêm hạt niêm nha cả nhà. Nấu canh chua mình không có niêm hạt niêm đâu. Chỉ để muối với nước mắm. Mình sẽ cho rau như này. Nãy mình mua tí cho con mình mới giá nữa. Mình sẽ cho chanh vô nha. Mình cho một giá chanh thôi. Nhiều nó sẽ chua. Mình sẽ cho rau với ngò vô nè. Với tỏi phi. Cái nào canh chua của mình vậy cũng được rồi. Mình sẽ tắt lửa nha. Bây giờ thì mình sẽ kho cá nha cả nhà. Chảo cá lên cái mình để cho nó săn lại, mình cho nước mắm vô nha. Nãy mình chưa có để nước mắm. Tầm 3 muỗng nước tính nha. Hồi nãy cũng có để miếng muối nha. Mình sẽ cho vô xíu nước nè. Bây giờ cá này mình kho ăn về nó cũng được rồi. Mình sẽ ta hành nữa nè. Hành với ớt cho làm màu cao chứ mình không có ấy nha, cho nó cay. Sẽ cho ớt tiêu. Ớt tiêu. Cả nhà ơi, mình thì mình ăn chay cả nhà, cho nên là mình nấu bữa cơm này cho 2 đứa con mình ăn. Giờ mình tạm dừng video đây. Hẹn cả nhà video kế tiếp nha. Bye bye.